À, xin chào tất cả mọi người nha. Đây. Xin chào tất cả mọi người Đây nha. là cái cây mà Đây, anh em hôm mình nay là đang ngày mua ở đây 10 đây. 27 tháng 8 năm 2018 á. Giờ cũng là tối rồi. Hiện tại là cũng khoảng 7 giờ mấy, 8 giờ tối rồi. Này thì gốc nó cũng nhỏ đó. Đấy. Thì hôm nay mình có đi Rễ đây. đi mua mai ha. Nó Mình nhiều lên quay nó làm còn kỷ nó niệm lên thôi. rễ này ha. Chứ không phải mang tính chất buôn bán gì đâu. Đây, quay lại làm kỷ niệm thôi. Thì mình up lên Muốn đây để đem sau này về mình có cái cố gắng giữ lại cái bầu của các bạn cái ha. tư liệu để mình nhớ lại những cái Rồi cây rồi. này lúc trước mình đã Đây mình từng để làm. khoảng 2 3 ngày rồi đó, 2 3 ngày rồi. Cho Đây nó là cái ráo mủ mai ha. nè, này Nó đây ráo là mủ mình nó đây. mua cái mai này là cái mai Đây. mai rừng á, người ta bứng ngoài rừng. Thì cây này mình mua thì cái mua nguyên một cái lô này á thì nó 10 cây nha, 10 cây thì giá nó cũng rẻ tiền à. Nó tầm khoảng chừng 500 ngàn cây à. Đây thì cây này thì nó bộ rễ nó chơm, nó nổi rất là nhiều ha. Từ những cái rễ con đó ha, những cái rễ đó nó mọc lên nhánh luôn, nó đó là điều đặc biệt ha. Đây. Đây cây này thì gốc nó cũng nhỏ à. Gốc nó cũng có khoảng cả cụm tay mình à. Đây, u nằm theo kiểu mẫu mẫu tử ha. Đây thì nguyên cái lô này mình mua 10 cây. 10 cây thì có 9 cây là người ta trồng theo cái kiểu là trồng hạt ha, học hạt Mai Thủ Đức thì bông nó đẹp rồi, không cần ghép làm gì. Thì có 9 cây đó, 9 cây đó mình dự định là mình giữ nguyên luôn, mình không có ghép ghép gì hết á. Còn cây này mình cũng chả biết bông như thế nào nữa. Nếu mà bông đẹp thì ta cũng không cần ghép làm gì. Nếu mà chúng ta trồng bứng cây mai mà tự nhiên về á mà nó bông đẹp á thì chúng ta cũng không cần ghép làm gì ha. Ghép là mục đích của ghép á là để cải thiện cái chất lượng của bông. Đây mình sủi đất ra. Lúc đem về thì nó còn màu đất rất là to. Sủi đất ra ha. Ở đây người ta bứng cũng mấy ngày rồi. Mấy ngày rồi. Sủi đất ra ha. Đây. Đây sủi bớt đất ra để cho nó lòi cái rễ thôi mà, tại vì nếu mà chúng ta trồng nó trồng xuống đất á, chúng ta để cái đất này thì được ha. Còn đây vì cây này mình trồng trong chậu mà, để trong đất thì mình tưới nước thì nó bị lèn đất, bị lèn nước ở trong chậu ha. Rất là khó xử lý, rất là khó xử lý nước ha. Đây, ở đây mình bỏ bỏ bớt đất ở trong hết, chỉ giữ lại một tí xíu phía bên trong thôi. Đấy, rồi mình trộn cái xơ dừa đây, bỏ trấu mà vô cái cây đó. Đây cây này ha, đây cái kiểu mẫu tử ha, từ những cái rễ, đặc biệt là những cái rễ nó mọc lên những cái con à, thấy chưa. Đấy. Đây sau khi mình đã rũ sạch hết rồi nè ha, đây sạch hết rồi ha. Đó, bắt đầu nó lòi bộ rễ ra. Khi trồng á mình cũng chưa vội là mình chưa có vội là mình trồng thẳng xuống đâu ha. Mình vẫn để ha, mình vẫn trồng cho nó che lại bộ rễ đây, sau này nó sống khỏe đi ha. Sống khỏe đi rồi chúng ta sẽ mau để nó từ từ ra. Đây, đây mấy giai đoạn này là mình chỉ móc rễ lên thôi ha. Móc mà bớt cái phần đất ở bên trong á. À, nếu mà cây chúng ta trồng trong chậu thì chúng ta há móc ha, còn khi mà chúng ta bứng ra chúng ta trồng ngoài đất á thì cũng không cần đâu. Bứng 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 mà chúng ta ra trồng đắp mô á thì cũng không cần phải mà móc hết đất như mình đâu. Móc như thế này thì rất là nó bị mất sức ha. Đấy, nó bị mất sức rất là nhiều, tại vì mình đã quyết định trồng trong trồng trong chậu mà, còn khi quyết định trồng ở ngoài đất á thì quyết định trồng ở ngoài đất á thì chúng ta bứng ta để yên cái bầu đây ha, chúng ta đắp mô chúng ta trồng thì nó tỷ lệ sống nó sẽ cao hơn và cây nó sẽ đỡ bị mất sức hơn ha. Với việc mà chúng ta móc xới bớt bớt đất ở trong đó ra thì bắt buộc chúng ta phải phải cắt bớt nhánh nè ha, chứ chúng ta không có được mà để nhánh nhiều như vậy ha. Để nhiều thì bị mất nước. Mất nước thì làm cái cây không có sống được. Bắt buộc khi mà cây bị đứt rễ nhiều á ha, để nhiều thì chúng ta phải cắt bớt nhánh ở phía bên trên. Đây, đây, sau khi xong nè, sẽ một vòng nhé. Làm cái này thì nó đơn giản nhưng mà nó cũng tốn nhiều thời gian lắm. Đây.
Đây, sau khi trụi rất trụi lũi ha. Rồi những cái đầu bách cắt đây, một tí mình sẽ cắt lại nữa. Đầu bách cắt á, mình dùng cái keo á, keo chống thấm nước hoặc là keo liền da cây á, ha, mình vôi vào ha, mục đích nó là làm cho cái cây nó bừng, nó khi gặp nước nó không có bị thối ha. Đây. Rồi tí nữa mình trồng luôn, trồng cái sơ dừa lại bỏ trấu thôi. Đây, đó là một cây, là cây đầu tiên á, cây số 1 ha. Cây số 1 này là cây mai, là mai rừng. À, mai cũng là mai trồng nhưng mà mình cũng không biết bông đẹp hay không. Còn cả 9 cây còn lại á, đều là bông đẹp hết, đều là Thủ Đức cả. Đây, thì cái người bán người ta nói với mình là người ta trồng nguyên cái đám này là đám Thủ Đức ha. Hột Thủ Đức. Đây mình cũng đã thấy bông đó rồi, bông rất là to. Bông 12 cánh Thủ Đức rất là to. À, với việc chúng ta trồng được những cây mai như vậy đó, chúng ta không cần ghép làm gì ha. Đây. Khi mà ghép thì là chỉ dành cho những cái cây là mà muốn cải thiện chất lượng bông thôi ha. Đây. Này, mình ở đây người ta trồng lúc mà mình khửi cái đất này ra, người ta trồng có thể là trồng ở trong cái phân sơ dừa trộn với tro trấu. Trộn như là phân gà hay sao á. Bộ rễ ở dưới nó rất là xốp, phần đất dưới nó rất là xốp ha, nó không có cứng dẻ dặt như cái cây đầu tiên mình khửi đâu. Rất là xốp. Chúng ta trồng mai con á, thì chúng ta trộn sơ dừa ở dưới ha, cho bộ rễ rất là xốp, bộ rễ nó đâm rất là nhiều ha. Đây, đâm nguyên một cái chùm luôn hết chưa, chứ nó không phải là rễ cọc, rễ đơn như cây mai đầu tiên mình khửi ha. Đây, rễ bông rất là nhiều ha, rễ quá trời rễ, cây có chút xíu à. Cái cây này nó bự khoảng nửa cụm tay tới bằng cụm tay mình thôi. Mà rễ rất là nhiều rễ. Đây, những cây này người ta trồng á. Đây cũng là một kỹ thuật trồng cây trồng á. Đầu tiên khi mà cây mai còn nhỏ người ta uống thân ha. Uống cái thân có một cái co. Mình cái co này mình cũng không có thích lắm. Uống cái co này phải lắc 3 đường, 4 đường đi. Còn nó lắc có 2 đường, nhìn thấy nó cũng không giống gì hết á. Mình cũng phải cắt lại hết à. Cây này thẳng nha, mà cây này có chút à. Có bộ rễ dưới nè, bộ rễ bông rất là nhiều luôn á. Có thể cây này lúc người ta trồng, người ta đắp mô người ta trồng. Và cái phần dưới đất trồng của cây này đó, là người ta có trộn phân ở dưới đó, trộn sơ dừa, phân chuồng đồ ở dưới, cho nó xốp đất. Và rễ cho nó đâm rất là nhiều. Đa số những cây mai này trồng là mình nó chắc chắn phải đắp mô thôi. Nếu mà trồng ở trên liếp á, thì không thể nào được bộ rễ như thế này đâu, nó nơm như thế này được. Uống cái co này ha. Đây, cái co này thì phải chỉ nó uống cái co đầu ở trên á, sau cùng á nó bẻ lại cái nữa thì nó hay quá. Còn cái này mình thấy nó cũng không có để đâu ra vào đâu hết. Này thì mình để luôn, mình không có ghép. Để lên tự chơi luôn. Tại vì nó là Thủ Đức Nguyên Thủy mà. Đấy, đó là giấc chiều á, là mình có ngồi nói chuyện với lại cái chủ vườn này nè. Đây thì chủ vườn này người ta nói là tối ngày là lo ăn lo ngủ trồng mai nè, là ăn với ngủ với nó không à. Trồng cái này thì rất là cực. Đây, phải làm từ nhỏ luôn ha. Từ nhỏ là uống cái thân rồi. Lúc mà trồng xuống á ha, là cũng phải xử lý cái phần đất trồng dưới, rồi đắp mô trồng. Rồi trong cái mô đó ha, đắp một cái mô lên. Rồi đầu tiên là người ta vun một cái liếp, xong mà ta đắp cái mô, và trong cái mô đó người ta trộn phân ở trong đó ha. Rồi người ta mới để cây mai con vào, Cây này là người ta trồng khoảng thời gian khoảng là 4 năm. 4 năm. 4 năm mình được kết quả như vậy. Bộ rễ nơm rất là đẹp. Nơm. Mình chưa thấy cái cây mai nào mà trồng đất thịt á, trồng đất mà bình thường á, mà bộ rễ như thế này nha. Cây còn nhỏ mà rễ bông, rất là nhiều rễ bông, mà rễ nơm. Này cũng có thể học theo cách của Bình Định nè, uống cong cong quẹo quẹo nè. Nhưng mà công này thấy mình cũng thấy chưa tới lắm. Cây này nhỏ ha, mà rễ rất là nhiều, thấy chưa. Đây. Rễ nơm rất là nhiều ha. Tối ếch kêu quá trời luôn. Chiều mới mưa nè, bữa nay trăng rằm trời chuyển mưa, ếch kêu quá trí kêu luôn. Đấy, thấy chưa.
Rễ nơm rất là nơm á. Thì cái mẹ con mà chúng ta trồng, chúng ta muốn nó để nơm như vậy á, thì chúng ta không học theo cách vậy ha. Chúng ta đắp cái mô lên. Và phần dưới cái phần mô đất đó, chúng ta trộn cái phần phân cho nó tơi xốp, cho bộ rễ nó đâm đặc ở trong đó, rễ bông nó đâm nhiều ở trong đó ha. Rồi. Và tàn tàn tán ở trên là chúng ta muốn tàn đều thì chúng ta trồng thưa. Cũng phải cắt tỉa nhánh ha, để tạo tàn đều giống như kiểu người dân Bình Lợi người ta làm á. Làm ở Bình Lợi làm gốc thì Bình Lợi người ta làm không có đẹp, nhưng mà tàn người ta làm rất là đều. Bù lại á, thì ở Bình Định á, người ta làm rốc gốc rất là đẹp. Và tàn ở trên á, thì người ta chỉ có một kiểu là cong cong quẹo quẹo thôi. Uốn cong quẹo quẹo thôi. Cái này cũng có thể học theo cách của người Bình Định nè. Đây, làm từ bộ rễ nè. Cái thân ở trên nó cũng gần giống mà chứ không có giống hoàn toàn như Bình Định. Bình Định thì người ta làm, người ta trồng cây chủ yếu là người ta trồng 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 chậu ha. Trồng chậu và cái thân nó theo thân xoắn, xoắn theo kiểu lò xo, kiểu dáng long á, dáng long là dáng rồng á, theo kiểu theo kiểu cuốn theo kiểu lò xo ha. Cái năm cách đây 2 năm trước á, 2 năm trước, 3 năm trước là năm Tết con rắn á, đây, năm Tết rắn 5 tỷ á ha. Cái mai này bán cũng được lắm, nó có uống theo kiểu con rắn nha. Năm này là năm con chó, thì mấy cây mai mà theo kiểu con chó, mấy cây mai mà theo kiểu hình thú á ha, bán được lắm. Năm trước là con chó, năm rồi là con gà thì phải. Đúng rồi. Năm rồi là con gà, năm trước là con gà, năm rồi là con chó. Thân dậu tuất ha, thân dậu tuất năm nay là con hợi nè, heo tý sửu dần mẹo thìn tỵ ha, thìn tỵ ha, năm 2016. Mùi thân dậu ha, năm năm 2012 là năm thìn ha, 13 là tỷ ha, 2013, 14 là ngọ ha. Thôi nên mà để mình nhớ năm năm 2000 2012 đúng rồi, 212 đúng rồi. Tỷ 2010 2012 là năm thìn á, đúng rồi, 2011 là 2013 là năm tỵ, tỵ là năm rắn á. Đây mà nhưng cái mai Bình Định bán rất là chạy nha. Đây ha, đây là vừa hết 10 cây nè. 10 cây thời gian nó cũng rất là ngắn thôi, tích tắc à. Quay video này thì nó rất là ngắn nhưng mà làm nó lâu lắm. Một cây là cũng khoảng 10 đến 15 phút, 20 phút vậy đó. Mà khó mà quay được hết cho anh em xem á. Giờ mình tiến hành mình sẽ vô ha, mình cắt lại vô. Hôm nay là ngày tháng 7 ha, hôm nay trăng trên nó cũng tròn rồi nè, trăng tròn ha. Trời chuyển mưa ui ui, ui ha. Đây nó rất là sáng á. Rồi xin chào tất cả mọi người nha, đây đây chúc mọi người ngủ ngon đêm ngon giấc nha. Đây là khuya rồi, đây cũng khoảng 9-10 giờ đêm rồi. Xin chào mọi người nha. Rồi, xin chào.